Mình xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thanh Bình, giảng viên khoa thương mại du lịch trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm pattern trên AE. Thì bình thường các bạn hay nói là pattern trên Photoshop. Thì khi mà pattern trên Photoshop á, thì làm được thì AE có làm được không? Thì AE cũng làm được nha các bạn. Trong pattern trên Photoshop thì người ta làm với những cái hình ảnh là dùng hệ màu ODB thường là như vậy. Và cái độ phóng lớn nó không quá lớn. Còn bên cái AE thì người ta sử dụng hệ màu CMYK nhiều hơn. Tất nhiên là bên Photoshop vẫn có hệ màu CMYK nhưng mà nó tập trung về hình ảnh nhiều hơn, ảnh chụp với các bạn. Còn bên AE thì tập trung vào cái hệ màu CMYK là những cái hệ màu ảnh vẽ, hình vẽ chúng ta vẽ ra nhiều hơn. Sau này thì hai cái này nó hỗ trợ lẫn nhau, nên là các cái bản mới, cái bản 2022 thì nó hỗ trợ lẫn nhau các bạn, nên dẫn tới là sử dụng AE cũng như sử dụng Photoshop. Thì bây giờ mình sẽ nói về vấn đề AE, pattern trong AE. Thì cái pattern trong AE các bạn lưu ý một số điểm như sau. Về cái pattern, không chỉ làm cái giấy gói quà không đâu, nó còn in trên quần áo nữa các bạn, nó còn in trên quần áo, nó còn làm các cái hình thức như là cái gì mà lặp đi lặp lại, cái nền mà lặp đi lặp lại, ví dụ như những cái nền chụp mà các bạn thấy mà diễn viên người mẫu họ hay vào chụp cái background đầu tiên á, cái việc lặp đi lặp lại để quảng cáo á, thì người ta vẫn dùng cái pattern nha các bạn nha, chứ không chỉ riêng về làm giấy gói quà không đâu. Nếu nói giấy gói quà không thì không đúng, nó nhiều thứ lắm. Thì chúng ta thấy cái gì mà lặp đi lặp lại trên một cái, có nghĩa là một cái hình lớn trong đó có nhiều cái hình nhỏ lặp đi lặp lại thì thường người ta sẽ dùng là pattern. Rồi các bạn hỏi còn cái khác nữa không, nhiều lắm, nhưng mà thường là những cái người mà dân đồ họa đó, người ta hay dùng nhất là Photoshop và AE, còn nhiều phần mềm khác hỗ trợ nữa các bạn. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu luôn ha các bạn ha. Đây ví dụ như một cái bộ đồ bộ nè. Mình không có lấy mẫu thì mất công là ảnh hưởng mẫu, nên là mình chỉ lấy một cái bộ quần áo để mình chụp ha. Thì các bạn nhìn trên này nó có nhiều cái bông hoa được lặp đi lặp lại nha. Rồi bây giờ cũng cái hình cũ bữa trước mình làm bên Photoshop để làm các bạn dễ hiểu luôn. Rồi nó đơn giản lắm bạn, nó có khoảng 3 cách để tạo, mà mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách, cách kia nó hơi khó một chút, mất nhiều thời gian. Thì các bạn nắm cái này nè, các bạn nắm kéo thẳng thả ra luôn nè. Đó, các bạn thấy không, nắm kéo thẳng thả vô luôn, nó sẽ có new button swatch 1, swatch 1 với các bạn nha. Rồi sau đó các bạn vẽ một cái đối tượng ra cho mình, vẽ cái đối tượng. Rồi các bạn cho đối tượng cái đó, các bạn thấy không, chạy vô luôn à. Chúng ta muốn thay đổi pattern, chúng ta thay đổi thôi, không thì nó sẽ có luôn pattern gì đối tượng nè, do chúng ta chọn mà. Nếu chúng ta ví dụ như chúng ta không có, chúng ta đặt màu thôi, ví dụ chúng ta đặt màu đó, bạn nói là em vẽ cái màu đó. Rồi nếu bạn chọn mà đối tượng cái đó, thì chúng ta đã có cái pattern, đơn giản lắm bạn. Rồi bây giờ nó phức tạp hơn nha, làm nó phức tạp hơn. Rồi làm phức tạp hơn thì đầu tiên là các bạn phải chỉ vô đối tượng giùm mình nha, các bạn chỉ vô đối tượng giùm mình. Sau đó các bạn sẽ vô ngay chỗ object và các bạn chọn pattern, các bạn chọn mesh giùm mình nha. Rồi trong cái này các bạn một số cái lưu ý nè, nó có hàng với cột ha. Ví dụ là nó có 1, 2, 3, 4, 5 cột và 1, 2, 3, 4, 5 hàng. Rồi mình lưu ý đó nha. Rồi cái đầu tiên là tên, ví dụ như là mình là tên Bình vậy ha, mình sẽ đặt là Bình Pattern. Một hai bạn ha, Bình Pattern 1. Rồi ở trong này chúng ta có 5 cái. Thì thường là đặt grid, đặt grid là dạng lưới thôi. Còn muốn so le nè, các bạn chọn so le nè, so le ngang, so le dọc, hình lục giác. Thì chúng ta sẽ ví dụ như so le ngang đi,
Đó, các bạn thấy sao lan ngang không? Rồi, sao lan ngang thì chúng ta chọn được tỷ lệ 1 phần 2 nè, tỷ lệ 1 phần 4 nè, tỷ lệ 3 phần 4 nè. Đó. À. Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái rig. Thì những cái khác tương tự các bạn tự làm theo giúp giùm mình nha. Thì ở đây, đây là chiều cao và chiều rộng của đối tượng. Thì mình cứ muốn chỉnh lớn nhỏ gì các bạn có thể chỉnh ở đây. Đây là cái đường nối, cái link nối. Nếu chúng ta lít vào cái link nối, đồng nghĩa với việc khi ta chỉnh ở trên của đối tượng, ở dưới sẽ thay đổi theo. Nếu ta không lít vào link nối thì ta chỉnh ở trên của đối tượng, ở phía dưới không thay đổi. Ví dụ mình chỉnh bề ngang của đối tượng, mình chỉnh bề ngang của đối tượng thì ở dưới cái bề dọc nó không thay đổi. Và ngược lại, nếu chúng ta không lít vào cái link này thì ta chỉnh bề ngang của đối tượng, bề dọc không thay đổi. Còn nếu ta lít vào cái link thì chỉnh bề ngang của đối tượng, bề dọc sẽ thay đổi theo. Mình ví dụ mình chọn là còn 85, mình em ta, các bạn thấy ở dưới nó thay đổi theo không các bạn? Đó. Rồi, cái size style to add nhì để chút nữa mình nói ha. Rồi xuống phía dưới này, các bạn sẽ chọn 5 năm hình nè. Các bạn được quyền chọn nhiều loại, ví dụ 37 nè. À, mình coi cái nào phù hợp với mình, hoặc là 77 nè. Đó, nó nhiều ra, phù hợp với mình chọn. Các bạn được quyền chỉnh sửa trực tiếp cho đối tượng. Lưu ý các bạn nhớ chỗ này nha, các bạn được quyền chỉnh sửa trực tiếp trên đối tượng. Đối tượng lớn nhỏ sẽ được chỉnh sửa trực tiếp mà không nhất thiết phải chỉnh trên cái phần pattern option. Rồi, ở phía dưới này thì cái độ, nếu chúng ta muốn đậm thì chúng ta chọn đậm, còn nếu mà chúng ta muốn rõ nét á, chúng ta chọn là 100%, không rõ nét chúng ta chọn cỡ 70%, nó mờ đi ha. Các bạn thấy in giấy mờ á đó, in giấy mờ, đối tượng các bạn bị mờ á, các bạn đi mua giấy gói quà mà thấy đối tượng mờ là do chúng ta, người ta chọn là dim copy to là 100%, hoặc là người ta chọn 50%, 30%, 40% giấy nó mờ ảo ảo á nha các bạn. Nó, mỗi cái nó có cái hay cái dở, các bạn quyết định, các bạn lựa chọn. Cái show type x này có nghĩa là cái đường viền màu xanh này, màu đỏ này, nó có hay là không có. Thì nếu các bạn tắt đi thì thật ra nó có nhưng mà nó không có hiện. Còn nếu mà chúng ta show lên thì đây, các bạn thấy là khi mà chúng ta lít đi thì nó vẫn có hiện cái viền này để chúng ta định hình. In là không thấy nha các bạn, khi in các bạn không thấy. Rồi, khi chúng ta làm xong những điều cơ bản đó, các bạn nhấn giùm mình là done để làm ha. Done để làm. Rồi, thì các bạn hỏi khi mà làm cái này nó có cái lưu ý gì không? Đây chúng ta, rồi chúng ta lưu lại cái đi nha. Thấy không? Đây chúng ta có bảng đây. Đó, được chưa các bạn ha? Rồi bây giờ chúng ta có thể sử dụng lại đối tượng. Đó, chúng ta có thể sử dụng lại cái mình tạo ra. Các bạn thấy không? Đó, cái mình tạo ra. Thì giấy nó bị cắt như thế này thì thường á, mình vẫn là có một cái lời khuyên các bạn lưu ý. Thì trong quá trình làm các bạn sẽ chọn cái scale tool, các bạn double click vô giùm mình. Các bạn chọn scale tool. Do là chúng ta không click, các bạn phải click vô cái phần này nè, view trước nha. Rồi chúng ta click vô scale nè. Nếu chúng ta click vô transform này có nghĩa là không thay đổi các cấu trúc của shocker và cái hiệu ứng là thứ nhất. Thứ hai, nếu chúng ta click vào cái này, cái transform pattern, chúng ta nhấn OK. Thì khi chúng ta kéo thả, đối tượng sẽ không bị thay đổi lớn nhỏ. Các bạn thấy đối tượng bị thay đổi nhỏ không? Rồi, nếu chúng ta double click lại nha, nếu chúng ta tắt chế độ này đi, chúng ta kéo đối tượng thì đối tượng giữ nguyên cái diện tích, nó không có thay đổi cái hình ảnh, nó không thay đổi. Còn nếu không là nó sẽ thay đổi lớn nhỏ theo, các bạn, nó thay đổi lớn nhỏ theo hình kéo á.
Nó sẽ giữ nguyên cái hình ảnh mà không bị lớn lên hoặc nhỏ lại, đối tượng sẽ giữ nguyên. Nếu chúng ta click vô ngay chỗ cái double click nha các bạn, chúng ta click vô ngay chỗ cái transform button thì đối tượng đối tượng sẽ bị lớn lên nhỏ lại theo hình mẫu, các bạn thấy không, nhỏ lại nè đó. Còn nếu chúng ta tắt đi thì đối tượng sẽ không bị nhảy theo. Một số lưu ý các bạn làm, các bạn để ý giùm mình. Rồi khi chúng ta làm cái button như vậy thì bình thường nó đã xong nha các bạn nha. Một số bạn lại có cái hỏi là bên Photoshop có chuyển qua bên này được không, hình ảnh đồ này nọ. Thì bây giờ mình nói luôn, ví dụ cái Photoshop này mình có hình một chú bướm nha các bạn ha. Mình có hình một chú bướm thì khi mà cái chú bướm này á, bình thường á, là nó là một cái file, mà cái file đó là cái file đây, file đó là file hình thì xin lỗi, file đó là file mà nó có cái nền. Các bạn muốn xóa nền thì các bạn làm nó cũng nhanh lắm, vô ngay chỗ matrix acetone nè, xóa cái bục cái mất luôn à. Rồi các bạn save s lại dưới dạng là file hình giùm mình nha, file hình save lại dưới dạng file hình. Thì sau khi file export s png cho nhanh nha, save lại xong thì bạn sẽ được cái hình như thế này. Sau đó chúng ta sẽ qua ngay chỗ đây, chúng ta đưa ảnh vô thôi, hoặc chúng ta mở lên, hoặc chúng ta chèn ảnh nắm kéo vào nha. Sau đó chúng ta sẽ vào cũng tương tự giống cái hình của hai đôi chai chiếc vớ, chúng ta vô pattern, chúng ta match đấy, đơn giản không các bạn ha. Bây giờ mình nói tới một cái phần đó là cái size to edge. Đây, cái này nó nói lên khoảng cách giữa các hình. Nếu mình liên luôn thì ở trên ở dưới nó sẽ như nhau, thường mặc định nó là 0 0. Nếu các bạn chỉnh cho các hình ra xa cũng được, nhưng mà thường người ta sẽ cho nó gần nhau chứ không ai xa. Mình ví dụ là trừ 5 đi, trừ 10 đi. Mình ví dụ đây là trừ 10 đi, trừ 10 đi nha. Đó, hình nó thu lại các bạn thấy không? Tại vì cái bộ đồ bộ á, là nó phải chồng 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 lên, khoảng trắng nhiều quá nó xấu. Mình có thể cho nhiều hình chồng lên nhau cũng được. Và đây là cái cách chồng hình, có thể là hình sau chồng lên hình trước nè, hoặc là hình trước chồng lên hình sau, hoặc là hình sau nằm dưới hình trước, hoặc là hình trên nằm phía trên của hình sau đó. Thì mình chọn cái nào cũng được, tùy mình quen. Nhưng cái này nó chỉ nhập lại khi trùng thôi. Mình ví dụ đó, thì đó, các bạn thấy không, cái hình trước nè, cái hình phía trước nó nằm trên cái hình phía sau nè đó. Các bạn lưu ý một số chỗ đó giùm mình. Rồi sau khi làm xong, các bạn nhấn Done để chúng ta lưu lại. Đây, bây giờ chúng ta vẽ một đối tượng ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ đặt câu hỏi, lỡ làm sai trong này thì chỉnh lại như thế nào. Các bạn ở đây nó có một cái mục đó là Edit Button. Các bạn double click vô. Click vô hay double click còn tùy máy các bạn. Thường mình click vô là nó hiện lên. Các bạn double click vô hoặc click vô nha. Rồi chúng ta chỉnh lại thôi. Cũng không có khó đúng không các bạn ha. Rồi bây giờ thì mình cũng đã xong cái phần hướng dẫn của mình. Thì tới đây mình cũng kết thúc cái phần hướng dẫn các bạn làm pattern trên AI. Và mình xin kết thúc tại đây. Mình xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.